Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 2017 thì Honda sẽ cho ra mắt một chiếc xe tay ga cốp rộng nhất Việt Nam. Và cái chiếc xe tay ga này thì được hàng triệu phụ nữ Việt mong chờ, bởi vì chiếc cốp của nó có thể để được rất nhiều thứ và rộng hơn rất nhiều so với cốp của Honda Lead 125 hiện hành. Dựa trên cái hình ảnh về sự di chuyển hàng ngày rất là quen thuộc của người dân thành thị, những các cái bất tiện của họ khi phải treo móc đồ, khi bị giật đồ, hoặc là cốp xe máy quá nhỏ, thì phiên bản mới Lead 125 sẽ có những thay đổi đáng kể với cái phong cách thanh lịch, nhưng mà sẽ giữ được nhiều cái chi tiết và đường nét nổi bật hơn, hiện đại hơn và khác biệt hơn so với Honda Lead hiện nay. Những tính năng nổi bật trên Honda Lead 2018 sẽ bao gồm kiểu dáng thiết kế mới với cái biểu tượng chữ V nổi bật phía trước, thì được tạo hình sắc nhọn với cái cụm đèn định vị LED và tấm ốp cao cấp. Các thông số trên mặt đồng hồ sẽ được sắp xếp lại hợp lý và dễ nhìn hơn. Logo dạng 3D tạo hình cách điệu với phông chữ mới toát lên vẻ tinh tế, thu hút cho người đối diện khi di chuyển trên phố. Và ở cái phiên bản Lead 2018 thì Honda lần đầu tiên trang bị cho phiên bản cao cấp hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key, rất là hiện đại và mang lại tiện ích cao hơn cho người sử dụng với khóa thông thường. Với cái tính năng này thì các bạn sẽ không sợ bị trộm bẻ khóa xe như trước đây. Ở hộp đựng đồ phía trước thì nay nó sở hữu cái dung tích lớn hơn, lên tới 500ml, và có nãy đóng mở tiện lợi, cái móc treo đồ cỡ lớn có thể gấp gọn ở giữa thân xe, rất tiện lợi và dễ sử dụng. Phiên bản Lead mới 125 được trang bị động cơ ESP thông minh thế hệ mới 4 kỳ xi lanh đơn và làm mát bằng dung dịch. Động cơ ESP là một cái loại động cơ thông minh thế hệ mới được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2012, đánh dấu bước tiến mới của Honda trong việc không ngừng cải tiến và tối ưu hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Và Honda Lead 2018 sẽ chính thức được bán ra thị trường từ tháng 8 năm 2017 với cái giá bán thì chưa được công bố. Và với hy vọng rằng với cái sự cải tiến lần này thì Lead sẽ có rất nhiều sẽ đón nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của không chỉ những khách hàng nữ mà ngay kể cả những khách hàng nam giới, hoặc những khách hàng mua xe để sử dụng chung cho gia đình thì cũng sẽ được thừa hưởng rất nhiều cái tiện ích từ một cái mẫu xe tay ga cao cấp này. Tuy nhiên có một cái điểm trừ mà chúng tôi muốn nói đến, đó là chiếc xe này thì chưa thấy được công bố cái hệ thống sạc, tức là chưa được tích hợp cái cổng sạc điện thoại. Bởi vì hiện nay nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh và sạc điện thoại thông minh thì gần như là cái nhu cầu tất yếu của khá nhiều người sở hữu xe. Chính vì thế, nếu như mà chiếc xe này giá như nó được trang bị thêm cái hệ thống cổng sạc điện thoại ở cốp hoặc ở phía đằng trước thì sẽ rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, cái tính năng này thì theo mình nghĩ có thể sẽ được giải quyết bằng cái việc là bạn sẽ đến những các cái cửa hàng mà uy tín, chuyên độ về xe để giải quyết cái vấn đề này. Chỉ cần có một cái cụm sạc giống như là cái cụm sạc ở xe hơi, và chúng ta có thể gắn vào để mà sạc những các cái chiếc điện thoại thông minh của mình. Rồi, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Xuân Duy.